Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là cái con LG G2 của em này. Cái con này thì em đã dùng nó được khoảng hơn tuần nay rồi. Em dùng nó làm máy chính luôn nhé, nắp SIM chính và để nghe gọi, và nhiều khi là phải phát cả wifi nữa các bác. Thì con này nó vẫn có LTE bình thường mà, nó vẫn có 4G bình thường, phát wifi cũng khá là khỏe. Tuy nhiên ấy, khi mà phát wifi thì là cái pin nó tụt khá là nhanh, tại vì con này các bác cũng biết rồi đấy, pin nó có 2600 thôi và cái công nghệ pin của nó cũng là công nghệ cũ ấy, nên nó khá là tụt nhanh. Nhưng mà nếu mà chỉ nghe gọi không ấy, tắt mạng đi chỉ nghe gọi không thì con này lại khá là ổn nhá, vẫn rất là ổn, nghe gọi bình thường. Và cái con này này là em đang dùng nó với cái ốp ốp này là ốp của Nikin này. Thì ốp này của Nikin dẫn đến là nó không có cái chấu nam châm ở đây đâu, để mà khi mà đóng lại nó sẽ cái hiển thị cái đồng hồ đây này. Thì con này không phải ốp chính hãng nhé, không phải, nghĩa là không phải ốp theo máy của con G2 này, dẫn đến là nó không có cái đấy thôi. Nhưng mà ốp này cũng khá là đẹp, thì cơ bản là dùng một thời gian nó cũng chán chán này các bác. Thì đăng lên đây để bán, bác nào mua thì bán thôi. Thì con này em sẽ bán với một cái giá rất là ok luôn, cái giá là 1 triệu thôi nhé. Tại vì bác biết con này giờ không có nhiều đâu mà mua. Thì đây các bác, cái ốp này cũng còn rất mới nhé, em cũng mới mua được, ốp này cũng chưa xước cái gì luôn. Thì đây là cái con LG G2 của em, thì con này cũng cũng chưa xước một tí gì luôn nhé các bác. Đây em sẽ cho các bác cận cảnh nó xem như thế nào. Thì quan trọng là cái phím tăng giảm lượng và nút phím phím, phím và cái camera nhé. Thì đây các bác nhìn thấy này, tăng giảm lượng nó còn nguyên cái miếng 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 dán ở đây này. Và cái camera này các bác nhìn thấy nó xước xước này không, nhưng không phải đâu nhé, đây là em đã dán một cái miếng băng keo lên rồi đấy. Nó tại vì em cũng chẳng chụp hình bằng cái con này mà, cho nên em dán vào để mục đích cho nó khỏi xước camera thôi, chứ còn nó chưa xước một tí nào nhé. Đấy, hoàn toàn em vẫn cứ để đấy thôi, em vẫn để cái miếng dán này, em có thể nhìn thấy miếng keo này. Nó chưa xước một tí nào luôn nhé, vỏ cũng chưa xước một tí nào luôn. Đây vỏ các bác có thể thấy này, vỏ này, chưa xước một tí nào luôn. Cho các bác xem hết các cạnh luôn. Đây, đây là cạnh dưới này, cạnh dưới nhá. Đấy, các bác xem kỹ chi tiết vào, nó cũng chưa xước một tí nào luôn. Đấy, đây là cạnh phải này, cạnh phải thì nó còn nguyên cái miếng siêu ni lông này. Đấy, các bác nhìn thấy này, đấy, thì cho đây nó cũng chưa xước một tí nào luôn. Đây là cạnh trên này, cái miếng siêu ni lông nó đi từ cạnh dưới cạnh phải này đi hết lên cái cạnh trên này luôn nhé. Chỗ này nhìn các bác nhìn thấy nó hơi đen đen đúng không? Không phải đâu, nó là cái bụi do cái miếng siêu này nó hơi bị bong bong thôi, nó cũng chưa xước tí nào luôn nha các bác. Đen ten thứ còn bình thường hết đấy, đen ten này đấy. Và đây là cái cạnh trái này, thì cạnh trái này do cái miếng siêu viền nó bị bong ra rồi, nên em bóc cái miếng siêu viền ra thôi, và nó cũng chưa xước tí nào luôn, chưa xước một tí nào nhá, chưa xước một tí nào luôn nhá. Đấy, có nghĩa là cái máy này nó chưa xước tí nào. Còn đây là mặt trước, đây lau đi cho các bác biết. Đây các bác có thể nhìn nghiêng, các bác nhìn nghiêng các kiểu cũng được. Đây các bác có thể nhìn thấy là cái lỗ chấm chấm chấm, cái công nghệ màn hình cũ nó thế đấy, chứ nó không phải lỗi gì đâu. Đấy, cũng chưa xước một tí nào luôn. Đấy, các bác có thể hoàn toàn nhận ra rồi, nó chưa xước đây. Đó, cạnh trên này tiệm cận các thứ đang nháy âm ầm này, đấy lỗ cam mà thứ chưa xước một tí nào luôn. Cái viền mạ kim loại chỗ đằng trước này cũng chưa xước tí nào luôn nha các bác. Đấy, nói chung là con này nó máy nó gần như là mới 100% rồi. Chỉ duy nhất được cái cổng sạc này nó hơi đen đen, là vì em có cắm sạc từ hôm đấy đến đây mà, nói chung là nó chỉ là bị hơi đen đen thôi, chứ không phải là lỗi gì đâu nha. Đấy, vì nó ma sát thôi, đây là nói rõ cho các bác biết thôi. Nói chung con này là gần như là máy 100%, gần như luôn, coi như là 99,9% luôn. Đây bọc hẳn bát lưng cho bác xem. Con này dùng rất là cẩn thận nha các bác, em không để cho nó xước tí nào luôn đấy. Thì đây, đây là cái mặt lưng sau của nó. Thì con này cái đời chủ trước ấy, người ta mua người ta còn chưa 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 tháo lắp, à quên, chưa chưa tháo ra con ốc nào ra, mà vẫn còn tem này, tem vẫn còn nguyên này, ốc tứ này quá zin luôn. Cái viên pin này, viên pin thì nó hơi xước một tí, pin này chắc là cần nó cọ với cái lắp lưng hơi xước tí thôi. Đây tháo luôn ra cho các bác xem luôn, mã máy các thứ. Đây, cục pin này các bác. Đấy, 2600. 22610 nhé. Đấy, mã. Đấy, đây là bản K nhé. Đấy, nói chung là con này thì mua về các bác làm sưu tầm hay là dùng máy chính máy để nghe gọi quá ok luôn. Đấy, nếu mà chỉ là thế thôi thì quá ok, nếu mà các bác nào mà dùng mà liên quan đến mạng thì nó sẽ tụt pin một tí thôi, thì pin hơi nhanh thôi. Thì em nghĩ là con này bằng nghe gọi thì quá tuyệt vời luôn, tặng người thân
như là tặng bạn gái bộ bạch gì đấy ngon luôn. Đấy, ok nhá các bác. Thì con này em đang bán là giá là 1 triệu nhá. Các bạn nào nhanh tay thì còn. Tại vì con này nó em nghĩ là sẽ bay nhanh thôi. Với cái giá này thì coi như kiểu là anh em đam mê chơi thôi. Mà cái giá này thì quá tuyệt vời luôn. Ok các bác. Một con máy quá ngon. À quên nói các bác là tất cả chức năng đều ok hết nhá. Nghe gọi các thứ rồi, nói chung là nó không lỗi gì cả. Và ngoại hình nó còn rất là đẹp. À, các bạn. Hình nền giọt mưa này chắc là chả hãng nó có một LG thôi. Rồi ok.